Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh của Bi Audio Sài Gòn. Hôm nay Bi giới thiệu tới quý vị một dòng loa đến từ hãng JBL trong cái series S của JBL cho quý vị. Dòng này là dòng Studio với model là S38 và màu của nó là màu cherry nên nó có là S38CH nha quý vị. Cái dòng S38 này có màu đen, màu BA nữa và màu CH. Thì ngày hôm nay là màu CH nha quý vị. Cặp loa còn rất là đẹp luôn. Nhìn thì nó cũng giống với dòng A50 nhưng mà nó không phải nha quý vị. S38 dòng này thì Bi thấy nó khác một cái là dùng trong phòng thu và nó không có thiết kế chơi B-Way giống như dòng A50. Còn công suất nó cũng là 175W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy 90 dB nha quý vị. Bây giờ Bi xin mời tất cả quý vị hãy cùng nhìn kỹ lại cái đôi loa này và sau đó mình sẽ test nhạc nha. Nó cũng sở hữu cho mình một loa bass 20. Loa bass này gân cao su còn nguyên luôn nha quý vị, gân nguyên bản của nó luôn. Và một loa mid. Loa mid này thì gân của nó là gân vải ha. Cái hai cái màn thì cái màu như nhau và tread titanium. Cái tem thì nó đóng ở trên cái thùng rồi. Nói chung quý vị nhìn thùng vách nè, mình đang để đúng của nó là cái dòng này là nó để nằm ngang như thế này. Cái đời này là cái đời đầu tiên trong series S, quý vị thấy nó lên lớn hơn là cái dòng S310, 312, 25 mã. Thì cái dòng này là dòng đầu tiên đó quý vị. S là viết tắt của chữ Studio nha, hai lỗ thông hơi. Rồi quay qua cái loa bên đây ha. Đây quý vị nhìn nè. Cái gân của loa mid thì lại là gân vải chứ không phải là gân cao su nha. Còn cái gân này là gân cao su nguyên bản của nó. Còn đây là có cái số luôn trên đây ha. Và mức giá ngày hôm nay mình bán là 7.400.000 nha quý vị. Lưới của nó đây nha. Lưới của nó là lưới khung nhựa, không có bị gãy, bị bể gì hết nha quý vị. Tem thì nó làm ở trên cái phần cái loa mic và loa trep như thế này rồi. Tem này thì nó không tháo rời nha quý vị. Và bây giờ mình quay ra phía sau quý vị nhìn. Ngày hôm nay thì mình về được một đôi. Cái dòng S này thì nó được sản xuất tại Mexico nha quý vị. Đôi loa này được sản xuất tại Mexico. Và cái trạm của nó là cái trạm vàng đồng nha. Không có thiết kế cầu bi quay nha quý vị. Đây, JBL, trên này nó có khắc cái chữ JBL luôn nè. Rồi cái loa này là loa có trái phải thì nó để trên đây là chữ A. Đây, quý vị thấy chưa? Qua bên kia còn là số máy. Bên kia thì lại là chữ B. Bên kia là 166A. Bên này là, bên kia là 167A. Còn cái này là 166B. Liền kề nhau quý vị. Đây trạm dẫn dây loa này. Trạm này thì quý vị có thể dùng vừa bắp chuối và mỏ chim luôn. Bắp chuối thì chúng ta không cần vặn ra. Còn nếu như quý vị ở nhà mà có trạm mỏ chim rồi thì quý vị vặn ra để nó lòi cái lỗ ở đây để chúng ta dắt vào nha quý vị. Vô cùng tiện lợi luôn. Rồi bây giờ Bi thả, Bi đóng lại và Bi test nhạc cho quý vị nghe luôn nha. Mức giá là 7.400.000 nha quý vị. Nó nặng thì 12,5 kg trên một loa nha quý vị. Quý vị thích để đứng cũng được hoặc là quý vị thích để nằm cũng được, rồi ở nhà cái kệ của quý vị thôi. 12,5 kg nhưng mà Bi thấy cũng khá là nặng đây. Rồi và trước khi Bi test nhạc thì mình giới thiệu cái USB. Cái USB này mình chép nhạc sẵn rồi nha quý vị. Với dung lượng 128GB mình bán 800.000. Nhạc lossless chất lượng cao nha. Bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng nghe chất âm của cái dòng S JBL. Cháy đỏ xoay ngang.
Oh,